Dự báo hôm nay ngày 15 tháng 3, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục tăng nhiệt, trời nhiều mây, mưa vài nơi. Do có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nên độ ẩm không khí cao. Yếu tố này kết hợp với nhiệt độ nóng ấm làm trời nồm ẩm kéo dài. Nhiệt độ cao nhất có thể đạt 25-27 độ. Kiểu thời tiết này dự báo sẽ còn kéo dài đến đầu tuần sau. Trong khoảng từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 3, một đợt không khí lạnh có thể tràn xuống nước ta, khiến nền nhiệt giảm sâu, miền Bắc lại chuyển rét. Còn tại thủ đô Hà Nội, hôm nay trời nhiều mây, có mưa, thời tiết vẫn se lạnh về đêm và sáng sớm. Ban ngày nhiệt độ dao động trong khoảng 23-25 độ, tăng 2-3 độ so với ngày hôm qua. Độ ẩm tương đối phổ biến từ 86-92%, chất lượng không khí tiếp tục suy giảm khi các chất bụi bẩn không thể khuếch tán. Chỉ số AQI tại Hà Nội trong ngưỡng có hại cho sức khỏe con người khi hoạt động ngoài trời. Trong khi đó, thời tiết tại miền Trung và Tây Nguyên ít thay đổi. Riêng Thanh Hóa có mưa về đêm và sáng. Các thành phố từ Vinh trở vào đến Phan Thiết trời nắng ráo, nhiệt độ tăng dần từ 25-30 độ. Các thành phố Pleiku, Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa trời nắng mạnh, nhiệt độ cao 31-32 độ. Nam Bộ vẫn còn nắng nóng do chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới trên cao. Đây là hình thái có tính khô nóng nên gây ra thời tiết không mưa, nắng xuất hiện với cường độ mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này có nơi trên 37 độ C. Chuyển sang một số tin tức về thời tiết thiên tai trên thế giới, thưa quý vị. Lũ lụt và lở đất do mưa lớn đã cướp đi sinh mạng của 51 người ở Bolivia, quốc gia nằm ở trung tâm châu Mỹ Latin, kể từ cuối năm ngoái cho đến nay. Trong khi đó, El Nino năm 2023-2024 đã đạt đỉnh điểm và là một trong năm giai đoạn mạnh nhất được ghi nhận. Hiện nay, El Nino đang dần suy yếu nhưng vẫn sẽ tiếp tục tác động đến khí hậu toàn cầu trong những tháng tới, làm tăng lượng nhiệt bị giữ lại bởi khí nhà kính từ các hoạt động của con người. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, như thường lệ, là phần dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-25 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ. Phía Nam có nơi trên 28 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Có nơi trên 33 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Có nơi có nắng nóng. Riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng miền Đông 35-36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5-1,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5-1,5 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5-1,5 m. Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5-1,5 m. Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, sóng cao 0,5-1,5 m. Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5-1,5 m. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 1-2 m.
Quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 m. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m. Miền Bắc nước ta đang trải qua một đợt nồm ẩm khá dài. Theo ghi nhận, độ ẩm cao nhất trong đợt này với độ ẩm trung bình ở Hà Nội lên đến hơn 90%, tức là trong ngày độ ẩm cũng không giảm nhiều. Vào buổi sáng, phần lớn các tỉnh thành ở miền Bắc có độ ẩm trên 95%, có nơi lên đến 98-99% như Cao Bằng, Lạng Sơn. Từ hôm nay ngày 15 tháng 3, tình trạng nồm ẩm ở miền Bắc sẽ đỡ nhưng không nhiều, nhiệt độ tăng dần vào trưa và chiều. Kiểu thời tiết này ở miền Bắc sẽ còn kéo dài đến đầu tuần sau. Trước tình trạng nồm ẩm kéo dài, người dân được khuyến cáo hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào để tránh hơi ẩm xâm nhập vào nhà nhiều hơn. Thay vì bật quạt để hong khô nền nhà, người dân nên sử dụng các thiết bị hút ẩm chuyên dụng hoặc bật chế độ dry khô ở điều hòa. Hiện tượng nồm cũng dễ khiến vi khuẩn, nấm mốc xuất hiện. Người dân nên lau dọn các thiết bị vật dụng trong nhà bằng khăn khô thường xuyên, đặc biệt với những đồ dùng bằng gỗ. Các thực phẩm tích trữ cần bảo quản cẩn thận tránh ẩm mốc. Trong khi đó, các tỉnh Tây Bắc vẫn duy trì nắng ráo về trưa và chiều. Từ ngày 16 tháng 3, khu vực có thể xuất hiện nắng nóng khi mức nhiệt tăng cao trên 35 độ C. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ 19 đến ngày 22 tháng 3 có mưa, mưa rào rải rác. Ở các khu vực khác, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Theo dự báo sắp tới, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh, gió mùa Đông Bắc sẽ khiến độ ẩm giảm nhanh, trời khô ráo hơn. Đợt không khí lạnh này sẽ được cho là không gây rét đậm ở Hà Nội. Nhiệt độ trong ngày vẫn cao hơn 20 độ C. Tuy nhiên, do nhiệt độ giảm gần 10 độ C so với ngày trước đó, nên vẫn gây cảm giác lạnh giá. Các tỉnh thành Đông Bắc, Bắc Bộ sẽ có 1 đến 2 ngày rét đậm. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh sắp tới sẽ suy yếu tương đối nhanh. Chỉ sau 2 đến 3 ngày, nhiệt độ toàn miền Bắc lại tăng dần. Tháng 3 năm 2024, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì ở miền Đông và thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời mở rộng đến các tỉnh miền Tây. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông là 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ. Theo ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là đợt nắng nóng diện rộng kéo dài đầu tiên trong năm 2024. Trước đó, hiện tượng này mới chỉ xảy ra cục bộ hoặc trong 1 đến 2 ngày. Nguyên nhân nắng nóng là do El Nino hoạt động mạnh, đồng thời khu vực Nam Bộ liên tục chịu ảnh hưởng bởi hoạt động của áp cao cận nhiệt đới trên cao. Đây là các hình thế thời tiết có tính khô và nóng nên gây ra thời tiết không mưa và nắng xuất hiện với cường độ mạnh. Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, El Nino năm 2023-2024 đã đạt đỉnh điểm là một trong năm giai đoạn mạnh nhất được ghi nhận. Hiện nay, El Nino đang dần suy yếu nhưng sẽ tiếp tục tác động đến khí hậu toàn cầu trong những tháng tới, làm tăng lượng nhiệt bị giữ lại bởi khí nhà kính từ các hoạt động của con người. WMO cho biết có khoảng 60% khả năng El Nino tồn tại trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 và 80% khả năng xảy ra tình trạng trung tính, không phải El Nino hay La Nina. Trong tháng 4 đến tháng 6, có khả năng La Nina sẽ phát triển vào cuối năm nay nhưng hiện vẫn chưa chắc chắn. El Nino xảy ra trung bình từ 2 đến 7 năm một lần và thường kéo dài từ 9 đến 12 tháng. Đây là một kiểu khí hậu xuất hiện tự nhiên liên quan đến sự nóng lên của bề mặt đại dương ở vùng nhiệt đới trung tâm và phía đông Thái Bình Dương. El Nino ảnh hưởng đến thời tiết và các kiểu bão ở các nơi khác nhau trên thế giới, nhưng nó diễn ra trong bối cảnh khí hậu đang bị thay đổi bởi các hoạt động của con người. Tổng thư ký WMO Celeste Soro cho biết, mỗi tháng kể từ tháng 6 năm 2023 đều lập kỷ lục nhiệt độ hàng tháng mới và cho đến nay, năm 2023 là năm ấm nhất được ghi nhận. El Nino đã góp phần tạo ra mức nhiệt độ kỷ lục này, nhưng khí nhà kính giữ nhiệt rõ ràng là thủ phạm chính. Theo bà Celeste Soro, nhiệt độ bề mặt đại dương ở xích đạo Thái Bình Dương phản ánh rõ ràng hiện tượng El Nino. Tuy nhiên, nhiệt độ bề mặt nước biển ở những nơi khác trên thế giới đã liên tục cao và bất thường trong 10 tháng qua. Nhiệt độ mặt nước biển tháng 1 năm 2024 cho đến nay là cao nhất trong tháng 1. Điều này thật đáng lo ngại và không thể giải thích chỉ bằng El Nino.
theo dự báo thời tiết, hiện tượng El Nino tiếp tục diễn ra, mặc dù yếu hơn và nhiệt độ bề mặt nước biển trên mức bình thường được dự đoán trên phần lớn các đại dương trên toàn cầu sẽ dẫn đến nhiệt độ trên mức bình thường ở hầu hết các khu vực đất liền trong 3 tháng tới và ảnh hưởng đến lượng mưa của các khu vực. Tờ USA Today dẫn lời nhà khí hậu học bang Florida Davis Zeden cho hay, việc nhiệt độ mặt nước biển cực kỳ ấm và có khả năng xảy ra La Nina không phải là tin tốt cho mùa bão năm 2024. La Nina thường dẫn đến các mùa bão hoạt động mạnh hơn, nó có xu hướng làm giảm độ đứt gió theo phương thẳng đứng trên Đại Tây Dương và khiến các cơn bão nhiệt đới có thể dữ dội hơn. Toàn bộ chu kỳ El Nino, La Nina được gọi là dao động nam SO và 3 giai đoạn của nó có thể ảnh hưởng đến thời tiết trên khắp thế giới. Các nhà dự báo bão đang theo dõi rất chặt chẽ Đông Đại Tây Dương, nơi nhiệt độ bề mặt nước biển hiện ấm hơn bình thường từ 1 đến 2 và thậm chí 3 độ C. Hơn một nửa cơn bão nhiệt đới mỗi năm đều xuất phát từ vườn ươm bão đó và có tới 80-85% là các cơn bão lớn. Với nhiệt độ ấm áp ở phía đông và độ đứt gió ở phía tây ít hơn, các cơn bão sẽ xuất hiện. Trong khi đó, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu Việt Nam nhận định, từ tháng 3 đến tháng 5 trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới, bão, áp thấp nhiệt đới, số lượng xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam trong năm 2024 sẽ nhiều hơn trong năm 2023, có thể ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm và tập trung vào nửa cuối của mùa bão.